Bóc phốt kính cường lực của Cường Diamond. Chuyện là dạo này mình thấy thằng Cường có bán cái kính cường lực này, mà nó thì hay mồm liêu lắm. Thế là mình sang nhà nó lấy một cái về test thử cho mọi người coi. Mà test máy mình nhớ hỏng thì làm sao? Thế là mình mượn tạm máy nó vậy, test thử xem như thế nào. Đây là cái kính cường lực của thằng Cường mình mới lấy về. Trong hộp thì có một cái kính, kèm theo là một khăn lau ướt và một khăn lau khô. Dán kính cường lực gì mà lại đơn giản như này? Trừ một điểm. Quả này test điện thoại mà hỏng, mình phốt luôn. Đầu tiên là thử với nước này, kính gì mà lại chống nước như này? Trừ một điểm. Mình sẽ lấy cát trà lên và cầm cục đá cao lên màn hình. Quả này thì chắc chắn là xước màn hình rồi. Ơ kìa, vẫn không sao này, bực thế nhở? Trừ một điểm. Và từ độ cao 5m như này thì chắc chắn là vỡ rồi. Vô lý, cao như thế mà không bị vỡ. Quả này thì phải lấy máy thằng Cường ra test mới được. Thả mạnh xíu, hỏng thì là máy của thằng Cường mà. Vẫn không sao này, kính gì mà bền như này? Trừ một điểm. Cuối cùng từ thả viên gạch xuống xem như thế nào. Úi rồi, vỡ rồi này. Kính gì mà dễ vỡ vậy? Trừ một điểm. Tổng kết lại, cái kính có quá nhiều bất tiện. Ai mua thì tham khảo ở dưới đây nha. Mũ bảo hiểm của anh Tiến Trung Thật sẽ như thế nào? Chuyện là hôm trước mình có lên nhà anh Tiến tặng áo để xin lỗi anh ý. Rồi sau đó ba anh em mình có rủ nhau đi ăn chè Trang Ly. Mà lúc về thấy mũ bảo hiểm của anh Tiến đẹp quá. Quả này phải mượn anh ý một cái về dùng thử mới được. Cái gì đây? Đây là chiếc mũ lửa đầu của anh Tiến mình mới mượn về. Trông khá là xì xò, nhưng mà đội lên đầu không biết có đảm bảo không nhở? Phải thử thì mới biết được. Đầu tiên là test thử độ chịu lực của mũ nha. Nhún nhảy thoải mái luôn mà mũ vẫn không sao. Đặt luôn con xe máy lên trên thì không biết như thế nào nhỉ? Vẫn chả xi nhê gì mọi người ạ. Tiếp đó sẽ là gạch nha. Uầy, gạch vỡ mà mũ vẫn không bị làm sao. Mũ chỉ bị hơi xước thôi mọi người ạ. Vậy thì thêm một phát nữa xem sao. Thực sự mình không nghĩ mũ của anh Tiến đôi lại chịu được lực tốt như thế này. Cuối cùng sẽ là thả từ độ cao 10m trời mưa. Thả như thế mà mũ vẫn không bị làm sao. Công nhận mũ anh Tiến vừa xinh vừa bền lại chịu lực tốt. Đánh giá mũ anh Tiến đội 4,9 sao nha. Đàn ông đàn nam mày để dâu như này à? Trông có gớm ghiếc không? Cay thật sự mọi người ạ. Mình thấy con trai để dâu là chuyện bình thường, vừa nam tính lại có sức hút riêng. Thế mà thằng Cường nó lại chê mình. Không cạo dâu thì đừng có sang đây. Nó mà không cho mình sang thì mình mượn đồ kiểu gì nhỉ? Thế là mình lại phải lên mạng đặt cái máy cạo dâu về. Đây là chiếc máy cạo dâu đa năng, mở ra bên trong có một cái lưỡi như tông đơ với một dây sạc và một đầu tỉa lông mũi. Trên máy còn có 3 lưỡi dao, khá là linh hoạt khi di chuyển ở vùng cằm. Thay lưỡi thì mình vặn cái lúm ở trên này ra. Lưỡi này thì ít phải thay lắm. Ngày xưa mình cũng bảo thủ lắm, không tin dao cạo dâu sạch hơn dao cạo đâu. Điều mình thích nhất trên cái máy cạo dâu này là tính đa năng của nó. Thay thế đầu tỉa lông mũi trong 2 giây, thứ này không phải dùng kéo sợi cắt vào mũi nữa rồi. Cuối cùng biến nó thành một cái tông đơ. Tông đơ thì hơi yếu nha, máy có khả năng chống nước nên mọi người yên tâm tắm rửa thịt cọ cho em nó. Khi dùng xong mọi người dễ dàng để lại máy trên giá đỡ. Máy vừa rẻ lại tiện lợi như này, mọi người nên mua nhá. Mày không đền cho tao cái chổi thì đừng có sang đây. Cay thật mọi người ạ, lỗi có phải là của mình đâu. Thằng Cường nó đuổi mình rồi tự ném mất cái chổi, xong lại quay ra dỗi mình nữa chứ. Mày không đền cho tao cái chổi thì đừng có sang đây. Thế là mình lại phải lên mạng đặt cái chổi về tặng cho nó để lấy lại tiền anh em của mình. Đây là em chổi hút rác đẩy tay mình mới đặt về. Cán chổi đừng làm bằng thép không gì, nhựa PP vệ sinh, chất liệu sợi lau là sợi nhựa mịn. Lắp đặt thì vô cùng đơn giản, chỉ cần lối ba thanh vào nhau rồi gắn vào đầu chổi là sử dụng được. Đầu chổi gập 360 độ, dễ dàng len lỏi quét được các góc thấp. Máy còn quét được các bụi bin nhỏ, nhưng mà phải quét vài lần thì mới sạch được. Kể cả mơ hay nước bẩn thì cũng vậy. Hay chứa rác đóng kín, dễ dàng tháo ra để đổ bụi và thay thế. Đây, ta tặng máy em chổi này. Lần sau đuổi tao thì đừng có lén lút tung, không lại mất công mua cái chổi nữa. Cái chổi vừa đẹp vừa xịn xò như này. Tổng kết sản phẩm 4,9 sao nha. Đồ thì không chịu mua, suốt ngày sang đây lấy trộm về review ké. Tức thật mọi người ạ. Chuyện là chiều nay mình có sang nhà nó mượn cái bàn là cổ về review, thế mà nó cũng không cho. Mà mình sang mượn có phải lấy trộm đâu, đã thế nó còn chửi mình nữa chứ. Đồ thì không chịu mua, suốt ngày sang đây lấy trộm về review ké. Thế thì mình lên mạng đặt bọn em vừa tiện lợi vừa nhỏ gọn về cho nó xem. Đây là em bàn là hơi nước cầm tay, có công suất cao nhất lên đến 1500W. Em nó có bể lỗ phun hơi, do đó ủi bay dễ dàng ngoài nếp nhăn. Bình chứa nước được lên đến 300ml, dễ dàng tháo ra và đổ nước vào. Bàn là hơi nước này cho hơi nước thoát ra cực nhanh cực mạnh, phù hợp với tất cả các loại vải. Đầu tiên là chiếc áo sơ mi này. Trông áo rất là nhau đúng không? Nhưng chỉ cần làm một chút thôi là áo đã phẳng rồi. Kể cả áo vest thì cũng là thoải mái luôn. Không chỉ vậy, em nó còn là được các vị trí nhỏ nhất như cổ áo và vai áo này. Đặc biệt em nó thiết kế cực kỳ nhỏ gọn và tiện lợi, chỉ to bằng hộp hô vàng của thằng Cường. Có thể mang đi bất cứ nơi đâu, như là đi công tác hay đi du lịch. Nhỏ gọn tiện lợi như này mà không phải sang nhà thằng Cường mượn cái bàn là cổ của nó nữa. Tổng kết sản phẩm 4,9 sao nha. Bóc phốt chiếc quạt cầm tay mini của anh Tiến Trung Thật. Đây là quạt mini cầm tay 3 trong 1, hàng Việt Nam xịn đấy nhá. Nó vừa là một chiếc quạt mini, vừa là một cục sạc dự phòng và còn là một chiếc đèn siêu sáng nữa. Cái quạt cầm tay mini vừa có đèn pin vừa có sạc dự phòng, có đúng như Trung Thật? Phải thử thì mới biết được nhá. Đây là chiếc quạt cầm tay mini mà anh Tiến Trung Thật đã review. Mở ra bên trong thì có một cái quạt và thêm một cái đầu sạc pin nữa. Trước tiên test thử độ mạnh của cánh quạt nhá. Trông bé bé thế thôi mà thổi khá là mạnh. Cánh quạt được làm bằng cao su nên rất là an toàn, chỉ cần chạm nhẹ là quạt đã rung lại rồi. Tiếp đó là test thử độ sáng của cái quạt này. Úi giời, sáng chưa kìa, ban đêm mà chẳng
chẳng may gặp trộm thì bật cái đèn này lên, trộm sẽ bị đứng hình mất 5 giây. Đặc biệt khi mà gặp như thế này sẽ trở thành cái đèn cực kỳ là đặc biệt. Và sáng nữa có thể treo đèn ở nhà bếp này. Chả may đang học bài mà mất điện thì yên tâm, đã có cái đèn này rồi nha. Sáng như thế này thì không lo phải thất học nữa rồi. Cuối cùng tên lốp cái độ sạc của máy thì khá là ổn, với dung lượng lên đến 2000 mAh. Máy được thiết kế khá là nhỏ gọn, nên dễ dàng mang đi chơi hay là đi du lịch. Và điều không thể tin được là máy cực kỳ trâu, có thể hoạt động được cả ngày. Bạn nào mà có nhu cầu mua em nó thì ấn vào giỏ hàng ở bên dưới. Review món quà sang anh Tiến dùng thật. Chuyện là hôm trước mình có lên nhà anh Tiến chơi, có xin anh ý mấy cái bàn chải điện mà anh ý không cho. Thế là mình về có bóc phốt anh ý. Mình biết điều đó là sai, là không đúng. Thế là nay mình có lên mạng đặt cho anh ý một cái áo để xin lỗi anh ý. Đây là chiếc áo bolo hiệu nhà Audi màu xanh lá mình mới đặt về. Chất vải là vải da cá, lên cực kỳ thoáng mát và thấm hút mồ hôi tốt. Về phần cổ áo thì dày dặn và giữ form. Đằng sau áo thì có phần tag cao su hiệu Audi, chất liệu làm từ cotton. Kiểu áo là oversize nên mặc cực kỳ thoải mái. Mà mua về cho anh ý, không biết anh ý có mặc vừa không. Thế là mình lại phải mặc thử trước mới được. Uầy, áo đẹp như thế này thì anh Tiến khỏi chê luôn. Quả này thì tình cảm của anh em mình ngay lên rồi. Lên nhà thì đúng lúc anh ấy đang like top top, phải vào tặng liền mới được. Áo vừa đẹp lại còn ý nghĩa như thế này, mọi người nên tham khảo nha. Quắc thì cũng sạch đấy. Đau như thế thì mày dùng cái tay thử xem. Tưởng cái gì, hóa ra là bộ tẩy lông của nhà ông Minha. Mình chả hiểu sao chiếc sơn từ trà xanh mà kem lại không có màu. Cái này thì không ăn được như lọ quắc lông kia nha. Giờ mình chỉ cần lấy một lượng kem thoa lên vùng da cần tẩy theo chiều lông. Thoa lên thì mình thấy mùi khá là dễ chịu nha. Đợi khoảng 10 phút cho đến khi lông mủn như này, mọi người lấy khăn lau sạch vùng da đó nha. Ui, sạch bóng luôn này. Sau đó chỉ cần bôi mỡ chăn lên là được rồi. Mọi người chỉ cần thoa mỡ chăn hàng ngày trước khi đi ngủ để sẽ khít lô chân lông và hạn chế màu lông. Dùng xong thì bộ tẩy lông chân này khá là tốt, tiết kiệm thời gian, nhưng mà không có màu tím, trừ một điểm mà hôm trước thấy chân hạn chế nhiều lông lắm. Thế là anh em quyết định phải xanh nó tẩy lông mới được. Nó ăn ngủ à? Thế thì anh em phải tẩy cho nó thôi. Hai thằng kia đứng lại. Thằng Cường bị bố nó đuổi rồi mọi người ạ. Chuyện là hôm nay mình thấy thằng Cường sang nhà mình có xách thêm một cái vali. Hỏi chuyện nó thì mới biết, chỉ vì nó ham chơi cắt áo bố nó mà bị bố nó đuổi ra khỏi nhà, phải sang nhà mình ở ké vài khô. Không như cái chú lợn này thì ở làm sao được, đã cho ở ké rồi còn trên phòng mình bẩn. Mà phòng mình thì sạch sẽ như này cơ mà. Gối bẩn như này bao nhiêu hôm cũng giặt rồi, ngủ làm sao được. Cái gối một tháng chưa giặt mà chưa lên chưa xuống, cứ đòi thay. Mà không thay cho nó thì nó lại không cho mình sang nhà nó xin đồ. Đây là em vỏ gối nằm ở trên mạng mình mới đặt về. Họa tiết ở trên gối thì khá là chi tiết và tỉ mỉ. Chất liệu của vỏ gối thì được làm bằng 100% cotton, có khả năng hút ẩm và thấm hút mồ hôi cực tốt. Thiết kế lồng ruột mà không cần kéo khóa rất là tiện lợi. Thử cho gối và em nó xem như thế nào. Ui, đẹp thật sự mọi người ạ. Quả này thì đang cực hết chê nhá. Đã sang nhà ngủ ké rồi mà còn ăn như lợn. Quả này thì anh em chưa chắc đã bền đâu. Ôi ôi, anh em ơi, mình vừa kiếm được cái bếp này hay cực. Nướng thịt 3 phút là có thể ăn được. Bộc phết, máy xông tinh dầu mà đòi nướng thịt được á? Nhớ được thì làm sao? Phải thử thì mới biết được nha. Mà đã thích thì lên mạng đặt thôi. Đây là máy xông tinh dầu mình mới đặt về. Đi kèm theo đó là một dây sạc, một củ sạc và một cái máy điều khiển từ xa. Chất liệu làm bằng nhựa ABS khá là chắc chắn. Đầu tiên mọi người đổ nước vào. Mọi người đổ nước sao cho ở dưới vành mắt thì máy mới hoạt động được nha. Sau đó cho thêm tinh dầu thơm này vào. Tinh dầu thì mình thích mùi cam nên mình chọn hương cam nha mọi người. Nhỏ vài giọt vào thôi là quá đủ rồi. Mọi người ấn vào đây để có thể bật đèn. Sẽ có hai lớp bậc đèn sáng tối khác nhau. Và ấn vào đây để cho máy xông tinh dầu. Cái hiệu quả đốt tinh dầu của máy này thì khá là cao, ra cực kỳ nhiều khói, nhìn như ngọn lửa ấy. Thế mà mình cứ tưởng là có thể nướng được thịt. Chả thực sự, máy còn có điều khiển từ xa, lên cực kỳ tiện lợi luôn. Đặc biệt máy thiết kế vô cùng nhỏ gọn và sang trọng, không chiếm quá nhiều diện tích, nên có thể đặt trên bàn làm việc, phòng khách hay là phòng ăn này. Máy vừa rẻ lại còn thơm như này nữa. Đánh giá sản phẩm cũng phải chính xác nhá. Chuyến đi bắt đầu. Chuyện là nay mình cả thằng Cường có lên nhà ông Tiến chơi. Sau cái vụ mình bóc phốt đồng ý thì hôm nay mình nên để xin lỗi. Mà đi kiểu gì đúng hôm trời mưa, đen thật sự mọi người ạ. Về đến nhà thì mới nhớ ra đôi giày mình phơi từ hôm qua vẫn chưa cất vào. Như này thì tối đi chơi cả người yêu kiểu gì. Thế là mình có lên mạng đặt cái máy sấy dây này về. Đây là em máy sấy dây nhà Xiaomi. Máy được tích hợp hai bộ phận làm lỏng ở hai đầu vòng bếp với khả năng tản nhiệt đều, làm khô giày nhanh chóng. Hẹn giờ có 3 tốc độ an toàn là 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ, giúp mọi người linh hoạt để làm khô giày. Bề mặt được bố trí đến 1532 lỗ tản nhiệt, thiết kế nhỏ gọn linh hoạt, kích thước mỗi đầu chỉ tương đương với một chiếc điện thoại di động, do đó mọi người dễ dàng cất vào vali khi đi du lịch. Giờ mình chỉ cần cắm điện vào rồi nhét em nó vào giày, đợi khoảng vài tiếng là tối đi chơi được rồi. Đặc biệt em nó sấy giày sẽ không bị hôi nha, vừa rẻ lại tiện lợi như này, mọi người nên tham khảo nha. Đứng lại, áo trắng gì mà như cháo lòng thế này. Ở đây có ai giống như nhà thằng Cường không? Chả bao giờ chịu vệ sinh máy giặt. Máy giặt lúc nào cũng bám bẩn như này thì giặt quần áo làm sao mà sạch được. Máy để lâu không vệ sinh nên hơi có mùi, khéo khi còn gây mẩn ngứa cho da nữa ý. Thế là mình lên mạng đặt cho nó viên vệ sinh lồng giặt này về. Đây là viên vệ sinh lồng máy giặt combo 10 viên. Em nó là hàng nội địa của Đức, đã trong nước rất là nhanh. Đầu tiên là cho hai viên tẩy này vào ngăn đựng nước, rồi cho chế độ giặt ngâm và bấm nút start này là xong. Chỉ cần đợi khoảng 40 phút là được. Viên tẩy lồng giặt này giúp làm sạch bụi bẩn, khử mùi hôi của máy, giúp quần áo không bị ám mùi. Trông lồng giặt khá là sạch nhỉ. Em nó vừa rẻ lại dễ sử dụng như này. Tổng kết sản phẩm 4,9 sao nha.
trải nghiệm chè Trang Hy tháng kiếm hơn 1 tỷ đồng cùng Cường Diamond và anh Tiến Dung Thật sẽ như thế nào? Chuyện là nay mình có rủ Cường lên quán chè Trang Hy ăn để xin lỗi nó cái vụ sang trộm đồ, đi kiểu gì mà bắt gặp ngay anh Tiến Dung Thật. Thế là rủ anh ý đi ăn cùng luôn cho vui. Bước vào quán thì mình cực sốc luôn mọi người ạ. Thấy trên mạng bảo phốt là chừa Trang Hy mà vào quán khách cực kỳ đông luôn. Mình có xem menu thì quán khá là nhiều món chè ở đây, mọi người muốn ăn gì thì chọn cái đó. Không gian quán khá là nhỏ nhưng mà không hề nóng luôn nhá, tại vì có điều hòa mà. Mình có order các món best seller của quán nhưng mà đợi đồ ra khá là lâu mọi người ạ. Các bạn nhân viên thì khá là nhiệt tình. Còn đây là các món mình đã gọi ra để mình ăn thử rồi xem như thế nào nhá. Đây là món chè xoài Hồng Kông mà mình đã chọn. Thấy trên mạng có người khen có người chê, chắc là do tùy khẩu vị mỗi người. Mình ăn thì mình cũng thấy bình thường. Mình xin mình chính là mình không hề nhận tiền PR của quán hoặc là quảng cáo bất kỳ cái gì hết, tại vì mình muốn review thì mình đi review thôi, vì thấy dạo này drama cũng khá là nhiều nên là đi ăn thử xem sao, biết mùi vị nó như thế nào. Còn như ai đã ăn thử rồi thì comment xuống cái video này nhá.